Chiếc xe thứ hai cũng là hiệu VUS luôn, nó cũng là cận cận sang đấy. Chiếc xe này đời cũ thì nó thiết kế không có được đẹp, nhưng đời này thì nó thiết kế rất là sang trọng, nhìn rất là sang. Đây, đèn của nó đấy. Bên trong thì thiết kế da rất là nhìn cũng khá là đẹp. Và đây là cái phần trước của nó đây. Đèn nhìn cũng khá là sáng. Tổng thể thì chiếc xe này nhìn cũng rất là đẹp. Và đây là cái giá tiền mà sau khi người ta bỏ thêm những cái phụ tùng vào thêm thì nó được là 44.000. Tự động hộp số tự động 9 cấp. Và nó chỉ là 2 lít thôi nhưng mà tới 250 horsepower rồi. Nó tự động thắng luôn, nếu có những cái tai nạn mà sắp xảy ra thì nó tự động nó thắng lại. Đây, mở đèn lên thì nó như thế này, khá là ấn tượng. Này, bên trong nó thiết kế cũng khá là đơn giản, màn hình cảm ứng và những cái nút điều chỉnh thì nhìn cũng khá là đơn giản lắm, khá là đẹp. Và trên đây là cái cửa sổ trời ha, đây có cái hệ những cái hệ thống nút bấm đây.